quý khán giả và các đồng chí, dự thảo các văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng chuẩn bị được lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân trong tháng 10 và tháng 11 tới. Đây là hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nhưng cũng là thời điểm mà các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị gia tăng các hoạt động tuyên truyền, kích động, chống phá một cách quyết liệt nhằm tác động vào quá trình hoàn thiện các văn kiện, qua đó làm chệch hướng phát triển của đất nước. Với chiêu bài góp ý cho Đảng, chúng xuyên tạc rằng văn kiện các kỳ đại hội Đảng chỉ nói đi nói lại những vấn đề cũ, mang tính giáo điều và không thực tế. Vậy điều này có đúng không? Những kẻ đưa ra luận điệu đó nhằm mục đích gì? Trong chương trình Nhận diện sự thật hôm nay, chúng tôi sẽ tập trung làm rõ nội dung này. Bây giờ mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi clip sau. Tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu bật những dấu mốc lịch sử trong chặng đường 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng ta, đồng thời khẳng định chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực và vị thế, uy tín như ngày nay. Thực tế hơn 90 năm qua, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo dân tộc ta đứng lên đấu tranh giành lại độc lập, tự do, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa Việt Nam từ một nước thuộc địa nghèo nàn, lạc hậu thành một nước hòa bình, thống nhất, ổn định và phát triển. Chưa bao giờ chúng ta quy tụ được sức mạnh nội lực và sự ủng hộ tin tưởng của cộng đồng quốc tế như hiện nay. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, vẫn có những tiếng nói lạc lõng cất lên nhằm phủ nhận những thành tựu phát triển của đất nước. Tháng 9 vừa qua, Nguyễn Khắc Mai trên diễn đàn Tiếng Dân, một trang web tự xưng là tiếng nói của người dân, bằng thư ngỏ gửi các đại biểu Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã lên giọng. Hãy dũng cảm trở lại với chính mình, từ bỏ giáo điều, lạc hậu. Nếu nói rằng là chủ nghĩa Mác Lênin hiện nay đã lỗi thời lạc hậu, đó là quan điểm hoàn toàn sai. Nó bởi vì mấy lý do này. Cái lý do thứ nhất, bản thân chính là giai cấp tư sản và chủ nghĩa tư bản cũng đang nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lênin để vận dụng nó vào trong cái điều kiện cụ thể của mỗi nước, đặc biệt là trong cái nền kinh tế thị trường hiện nay. Chúng ta thấy rất rõ, bởi vì cái thời Mác Engel và sau này Lênin nghiên cứu thì ở trong cái giai đoạn lịch sử như vậy, các ông đã đưa ra những cái quan điểm, những luận điểm, những cái phạm chủ, những nguyên lý. Và những cái phạm chủ nguyên lý nó đã đúng ở trong giai đoạn đó, và có những phạm chủ nguyên lý nó tiếp tục đúng trong cái thời gian tới. Và hiện nay có một số cái phạm chủ nguyên lý thì nó không còn phù hợp nữa. Và những cái điều đó không còn phù hợp nữa thì buộc chúng ta phải nghiên cứu tổng kết thực tiễn để mà bổ sung phát triển. Chứ không thể lấy những cái điểm không phù hợp đó để phủ nhận cái giá trị của chủ nghĩa Mác Lênin, coi nó là lạc hậu, điều đó là hoàn toàn sai. Không chỉ có những kẻ nhắm mắt nói bừa như Nguyễn Khắc Mai, báo Tiếng Dân hay blogger Dân Làm Báo, mà một số blogger thù địch cũng ra sức a dua phụ họa rồi cho rằng văn kiện đại hội lần này chỉ là sự sao chép và biến tấu từ văn kiện của các kỳ đại hội trước, nội dung không có giá trị gì với sự phát triển của đất nước, mà ngược lại làm kìm hãm sự tiến bộ của dân tộc. Chúng còn mạnh miệng cho rằng Đảng ta khư khư ôm giữ chủ nghĩa Mác Lênin để duy trì quyền lực. Giọng điệu dù có xảo trá, nhưng những kẻ cơ hội chính trị như Nguyễn Khắc Mai, Nguyễn Quang A, Nguyễn Đình Cống chắc chắn sẽ chẳng lừa được ai, bởi thực tế đã chứng minh chỉ có sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, đất nước ta, dân tộc ta mới có được cơ đồ và vị thế như ngày hôm nay. Để nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội về chính trị, lợi dụng việc góp ý cho Đảng để chống phá, biên tập viên chương trình trao đổi với chuyên gia về vấn đề này. Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi. Xin được trao đổi với Đại tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Tượng, chủ nhiệm khoa công tác Đảng, công tác chính trị, trường sĩ quan chính trị. Thưa đồng chí, qua theo dõi clip vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội về chính trị đã lợi dụng việc góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội 13 của Đảng để chống phá. Và chúng cho rằng dự thảo văn kiện lần này thì không có gì mới, là giáo điều, bảo thủ. Theo đồng chí thì đồng chí có ý kiến như thế nào? Để cho văn kiện của Đảng trở thành ý chí, nguyện vọng và kết tinh của cả dân tộc, từ khi ra đời cho đến nay, Đảng ta luôn luôn dựa vào dân để xây dựng Đảng, dựa vào dân để tiến hành lãnh đạo đất nước, lãnh đạo cách mạng. Vì vậy Đảng ta đều tranh thủ ý kiến của toàn dân và thực hiện trong quan điểm của Đảng ta từ trước này là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Và ý kiến của nhân dân là ý kiến cao nhất. Như vậy thì những đối tượng nào đã lợi dụng việc góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng để mà chống phá?
lợi dụng để chống phá. Trong cái đóng góp văn kiện đại hội đảng ta thì có rất nhiều đối tượng, nhưng theo tôi là chỉ có 4 nhóm đối tượng cơ bản. Nhóm thứ nhất là nhóm đối lập về hệ tư tưởng. Thì nhóm này thì mục đích của họ rất rõ ràng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng, xóa bỏ cái chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Và do vậy thì tất yếu họ sẽ xóa bỏ hoàn toàn nội dung cơ bản của văn kiện, dự thảo văn kiện. Mà cái nhóm này tập trung ở các tri thức, văn nghệ sĩ mà mất mãn với chế độ, cổ suý ủng hộ cái tư tưởng tư sản, tư tưởng xô vanh nước lớn, tư tưởng dân tộc hẹp hòi. Cái nhóm thứ hai là các nhóm phản động cơ hội chính trị. Thì các nhóm này chủ yếu cũng là những thành phần mất mãn với chế độ và có hận thù với dân tộc ta. Có thể chúng sống lưu vong ở nước ngoài, có thể chúng đang sinh sống ở trong nước, thì liên kết với nhau để chống phá. Cái nhóm thứ ba là một số ít cán bộ, đảng viên do quá trình không chịu tu dưỡng, rèn luyện, tự chuyển hóa, dẫn tới là được các thế lực bên ngoài cổ vũ, khích lệ, lại đặt cái chủ nghĩa cá nhân lên trên. Do vậy là lôi kéo quần chúng nhân dân và một số phần tử bất mãn khác để chống phá đảng ta. Và biện pháp của chúng là đóng góp trực tiếp vào các dự thảo văn kiện để phê phán đảng, lên án đảng ta. Cái nhóm thứ tư là một số quần chúng nhân dân là do nhận thức kém, do hiểu biết không toàn diện, cũng bị các đối tượng cơ hội phản động mua chuộc, lôi kéo để chống phá vào quá trình đóng góp vào văn kiện của đảng ta. Theo đồng chí thì hình thức này, nội dung này, thủ đoạn của chúng như thế nào? Chúng dù rất nhiều thủ đoạn, không từ bất cứ một thủ đoạn nào, nhưng cái thủ đoạn quan trọng hàng đầu là chúng lôi kéo những phần tử mất mãn cơ hội và một số bộ phận quần chúng của chúng ta chưa hiểu biết một cách toàn diện, triệt để, đúng với tình hình thực tại để lôi kéo chống phá. Chúng lợi dụng cái công nghệ thông tin như mạng Internet, lợi dụng vấn đề của đảng ta để ngỏ cái vấn đề đóng góp cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân, thì chúng lợi dụng vấn đề đó để tham gia và đóng góp chống phá. Do vậy các thủ đoạn của chúng thì rất đa dạng, phong phú và rất nguy hiểm. Trước hết thì là qua hiện tượng thư ngỏ, qua đóng góp trực tiếp, qua ý kiến kiến nghị vào các văn kiện của đảng, thì họ lại khoác áo là những người tâm huyết đóng góp cho đảng, nhưng bản chất lại không phải. Bản chất của họ là phục vụ cái mưu đồ cá nhân, để tôn vinh cái cá nhân, nhân danh cái chủ nghĩa cá nhân của mình, thực hiện cái quan điểm là dân túy, để mục đích là lôi kéo những tầng lớp nhân dân mà kém hiểu biết để đi theo họ chống phá. Nhưng thực chất của họ âm mưu là chống phá đảng và chống phá, phá hoại cái đường lối quan điểm của đảng, mà trực tiếp là phá hoại cái sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Thưa đồng chí, là với cách làm của chúng như vậy thì nó sẽ gây ra cái tác hại như thế nào? Qua cái việc lợi dụng vào cái đóng góp vào các văn kiện đại hội đảng thì chúng hoàn toàn phủ nhận cái nền tảng tư tưởng của đảng. Mà trước hết chúng phủ nhận cái chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Và từ vấn đề phủ nhận cái nền tảng tư tưởng của đảng thì chúng đi vào phủ nhận bản chất của đảng ta. Đó là lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng kim chỉ nam cho mọi hoạt động của đảng. Và chúng phá hoại chúng ta, đảng ta về cái mối quan hệ giữa đảng và nhân dân. Đấy. Xung quanh vấn đề phủ nhận này thì chúng còn phủ nhận cái thành quả lãnh đạo cách mạng của đảng ta trong kháng chiến, chống Pháp, chống Mỹ, trong công cuộc đổi mới hiện nay. Chúng phủ nhận toàn bộ và đặc biệt là lợi dụng vào cái quá trình chống tham nhũng của đảng ta. Thì chúng bôi nhọ, nói xấu cán bộ cấp cao, chúng nói rằng đây là bè cánh, đây là thủ tiêu cá nhân. Mục đích của chúng là làm mất đoàn kết nội bộ trong đảng, giảm sút lòng tin của nhân dân đối với đảng. Thưa quý vị và các đồng chí, cần khẳng định rằng mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ, tâm huyết, sự sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, các tầng lớp nhân dân góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội 13 của đảng là chủ trương đúng đắn và việc làm cụ thể khẳng định bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Phát huy dân chủ, huy động sức sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân cũng là bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ thực tiễn quá trình lãnh đạo cách mạng của đảng ta. Đảng ta luôn lấy thực tiễn làm thước đo cho những quyết sách của mình. Từ thực tiễn lại bổ sung phát triển lý luận, ứng phó nhạy bén, linh hoạt với hoàn cảnh, nhất là trong những thời điểm cam go của cách mạng.
Điển hình là bước chuyển mình từ Đại hội 6, Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới. Đến nay, sau gần 35 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, đất nước ta đã thu được những thành tựu rất quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để tiếp tục đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng ta thực hiện cái sự nghiệp đổi mới, chúng ta thực hiện đổi mới toàn diện đất nước, nhưng trong đó thì đổi mới tư duy là cái cơ sở. Từ cái đổi mới tư duy đó thì chúng ta mới có được cái văn kiện của cái Đại hội 6. Mà từ cái văn kiện Đại hội 6 đó chúng ta thực hiện cái sự nghiệp đổi mới cho đến hiện nay thì thực tiễn đất nước, cái vị thế của Việt Nam, rồi thì cái đời sống chính trị xã hội của người dân Việt Nam. Nhưng cái đổi mới của chúng ta là hoàn toàn chính xác, có bước đi thận trọng và xuất phát đầu tiên từ cái đổi mới tư duy. Với đa số người dân, nhất là những người đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử, họ cảm nhận rất rõ là những nội dung trong các văn kiện Đại hội Đảng đã trở thành hiện thực trong đời sống. Bởi nghị quyết của Đảng luôn xuất phát từ sát thực tế và có tầm nhìn chiến lược. Một trong những điểm mới của dự thảo văn kiện lần này là đặt mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và 2030, tầm nhìn đến năm 2045, vạch ra một cột mốc quan trọng, phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trước khi chúng ta muốn đưa nghị quyết vào cuộc sống thì chúng ta hãy đưa cuộc sống vào trong nghị quyết. Cuộc sống nó rất là phong phú, rất là đa dạng, nó rất là phức tạp. Mà cuộc sống trong đó có người dân. Nếu mà chúng ta không tạo ra được những cái kênh mà để đối thoại, tiếp xúc và tương tác với người dân thì chúng ta đã bỏ đi, quên đi một cái nhiệm vụ rất là lớn. Mặc dù chúng ta học trong tất cả các trường chính trị đều nói là phải gần dân, tôn trọng dân và hiểu dân. Tiếp tục cuộc trao đổi với Đại tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Tượng, thưa đồng chí, là chủ trương lấy ý kiến của toàn dân góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội 13 của Đảng là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với bản chất truyền thống của Đảng ta. Thế nhưng mà có các cái thế lực thù địch này, các phần tử cơ hội về chính trị đã lợi dụng việc góp ý này để chống phá. Theo đồng chí thì làm như thế nào để ngăn chặn, để mà đấu tranh với các cái biểu hiện sai trái đó? Trước hết chúng ta phải tuyên truyền cho mọi cán bộ, đảng viên và toàn dân nắm được cái chủ trương của Đảng ta, phải lấy ý kiến của nhân dân tham gia đóng góp vào văn kiện của Đảng, để cho toàn dân có một cái ý thức trách nhiệm trong đóng góp. Chúng ta phải cung cấp thông tin, đặc biệt về các thông tin phát triển kinh tế xã hội, về đối ngoại, về quốc phòng an ninh và đặc biệt là công tác chống tham nhũng của Đảng ta hiện nay, để nhân dân nắm được, để họ có cái nhận thức một cách tổng quan toàn diện để đóng góp có chất lượng hơn. Và cái thứ ba là hiện tại hiện nay là trong mạng xã hội, đặc biệt là các cái thông tin bây giờ nó có rất nhiều thông tin đa dạng, phức tạp, và trong đó có nhiều thông tin phản động, có những thông tin cũng có thể nhận thức chưa đúng đắn. Do vậy, việc định hướng để tham gia đấu tranh trên không gian mạng là việc đường cực kỳ quan trọng, là phải phát huy sức mạnh tổng hợp của tất cả các tổ chức, các lực lượng trong toàn hệ thống chính trị, và đặc biệt là phát huy vai trò của hệ thống báo chí, truyền thanh để cổ vũ, động viên, tuyên truyền, cổ động cho nhân dân tham gia ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Thưa quý vị và các đồng chí, quan tâm đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc, của đất nước là quyền và nhu cầu chính đáng của mỗi người dân. Đồng thời đó cũng là một trong những biểu hiện tình yêu với Đảng, với Tổ quốc. Nhưng sự quan tâm, tình yêu đó chỉ thật sự có ý nghĩa khi người dân tham gia phản biện, đóng góp ý kiến cho Đảng, Nhà nước, xuất phát từ cái tâm trong sáng, thái độ chuẩn mực, động cơ lành mạnh và hướng đến những mục tiêu chung, lợi ích chung của quốc gia dân tộc. Còn những kẻ núp bóng, mượn danh, dùng phản biện để xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm thực hiện mưu đồ đen tối là chống phá Đại hội 13 của Đảng, chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chống phá con đường phát triển của dân tộc, thì chúng ta phải kiên quyết vạch mặt chỉ tên để đấu tranh loại bỏ. Chương trình hôm nay xin dừng lại tại đây. Để xem lại chương trình, mời quý khán giả và các đồng chí truy cập vào trang thông tin điện tử www.qpvn.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.